phá kè. Đâu đâu, con gì? Hả? Chào cậu. Trời ơi, nội ơi, trời ơi, tốn thời gian thật sự nha. Mập lên phơi ke, nó y chang mập đệt mà. Rồi nó ốm lên thôi. Ây cha, con kết gai mắt các bạn nha. Trời ơi, cái con này mà xuất hiện buổi sáng bạn. Ơ, con này ban đêm mà buổi sáng nhầm mà sao tôi thấy xuất hiện mấy giờ ta? Đang ban đêm chứ con này xuất hiện buổi sáng thế lạ nha. Hú hồn, tôi tưởng tại vì cái giả lập mọi người nó hay bị vậy mọi người. Rồi để tôi bắt em này cái nha. Em này nói chung hồi xưa khó bắt lắm, chứ bây giờ tại sao xuất hiện nhiều quá không biết à. Rồi, quá ngon các bạn ơi. Ê, đánh lắm đi, đánh đi. Đâu? Đây. Vô. Rồi. Vô. Gì ta, không điếm gì hết vô luôn ha. Vô chứ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chỉ cho mọi người đập ra kim cương hiếm nha. Đầu tiên là mấy bạn đập một cái thôi. Dữ gì đó là nó sẽ ra cục quan sát. Rồi bây giờ tao biết đấy, đập từ từ thôi. Đập dữ đi, nó bể sao. Đập thêm một cái nữa là chúng ta sẽ đổi nha. Ê, ai nhìn kìa. Chào cậu. Đổ qua cái búa. Vậy ai nhìn? Rồi, đổ dữ vậy ta. Gì vậy? Gì vậy ta? Đây, để tôi. Tao bay bị đi, nó bay. Để tôi. Gì vậy? 2000 years later. Ủa sao càng ngày nó càng bay xa ta? Đúng rồi. Trời ơi. Xin. Đâu. Thấy gì chưa? Cho chụp hình cái, từ nhỏ lớn mới thấy được này. Đâu chụp cái. Thấy chưa? Đó. Ui. Ok chưa? Đó là gần này, phóng to đấy. Đó. Ui. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Trời ơi, các bạn ơi, cũng ba con kiến nó bu. Nó bu dữ người ta. Sao nó hơi biết quay gì và quay kiến. Ôi, bắt hết rồi các bạn ơi, chứ giờ ba con bu ngứa mắt quá. Anh này bắt kiến ghê chứ ta. Ôi nè, bắt kiến tôi nuôi kiến rồi, ba con, húp. Gì vậy? Nói lại coi. Quẹp vô. Đâu, chỗ nào vậy? Thứ mấy giờ vậy? Thì ngoài vũ trụ với đâu? Ui. Chà. Ủa mà sao nó đứng được hay vậy? Rồi bây giờ tôi đi sẽ bắt ếch bọc địch xuống chỗ này. Các bạn, tôi thấy một con này các bạn ơi. Ừ, tôi bắt đây nha. Trời ơi, các bạn ơi. Ê, tôi bắt được con vô miệng luôn đấy. Trời, ông mới bắt được luôn hả? Cái này là ếch vũ trụ nha. Ếch vũ trụ á. Bỏ lên. Rồi, bỏ nha. Trời ơi, hai ơi, ủa sao con ếch em bự đó mà sao nướng xong đang chút ếch vậy? Còn mỗi cái đùi vậy? Ủa, là sao anh Hòa? Coi nhà này lừa đảo nha các bạn, đừng vô nha các bạn. Không sao, chúa phù hộ em nha. Vun, qua lẹ Vun ơi. Cái gì? Vun, qua lẹ, con ếch mà lần này không phải trên cây nữa mà nó dưới cái cây. Cái gì vậy ta? Con ếch nó to lắm Vun ơi. Thứ 12 giờ. Vẫn thẳng luôn đúng không? Rồi, con chọc. Làm bùa cái, anh Hòa làm bùa giúp em cái anh Hòa. Rồi Vun đọc thần chú đi, Vun đọc thần chú đi Vun. Tại vì hồi nãy tôi mới qua nhà ông Thanh Hòa sao bắt ếch vũ trụ sao cái ra đây có vía luôn đúng không anh Hòa đúng không nó bút tỷ lệ đúng không chị hợp lý thế nha đúng rồi cho nên mọi người muốn tăng tỷ lệ lít ếch là mọi người nên vào nhà tôi nha mọi người. Quá quả đúng các bạn ơi, trời ơi nhà anh Thanh này tăng tỷ lệ dữ vậy ta, ai mà không tăng á, ví dụ như ai mà vô nhà ông Thanh đúng không mà ra mà không tăng á thì bọt kênh luôn nha các bạn. Dễ tăng. đúng hợp lý. Đây khó lắm nha. Con này đảm bảo chưa thấy bao giờ luôn. Con ếch trên cây.
đó. Cái gì ta? Cái bắt con bầu đồn kìa. Nó làm đang ở bên khu trung tâm đó. Không biết nó mệt đâu. Trời ơi các bạn ơi, tôi đi một vòng tôi mới lạc vô nhà của các bạn Mi Baby này nè. Bạn cấp 18 nha. Nhưng mà nhìn nè các bạn ơi, má ơi, trời ơi, cái này có ớt nè. Trời ơi, cái con Goliath, cái con mập địch nè các bạn, với con Panama nè. Úi trời ơi, nhiều thế nha. Trời ơi, nhiều vài cái chữ nè, con Panama nhiều vài cái chữ 2-3 bảng luôn. Không biết anh em bắt được bao nhiêu con rồi, chứ các bạn này bắt tôi thấy nhiều vài cái chữ. Không biết có anh em là bắt hơn bả không nha chú Tý. Trời ơi, nguyên một nhà mập địch nhìn đã quá các bạn à, nhìn dễ thương vài cái chữ ra. Nhưng mà bạn này có vẻ như chăm bắt mấy con này vài cái chữ các bạn nha. Trời ơi, nhiều vài cái chữ cái đó mà. Trời ơi, mấy ngày nay tôi quên nhận quà lịch nữa mà. Hôm nay tôi nhận thứ ngày 19 được cái gì. Trời ơi, được một cái quả địa cầu à. Cái quả này như tương tác luôn nha các bạn. Mình nhấn vô là tự xoay luôn á. Cho nên cái quả này cũng gọi là tạm ngoan. Không biết thường thường các bạn đi siêu thị thì các bạn sẽ mua gì. Đối với tôi nha, mỗi lần tôi đi siêu thị tôi không bao giờ mua trái cây cả. Tôi chỉ mua kim chi thôi các bạn à. Anh em biết kim chi không? Tức là đồ để ăn chung với mì với em. Mặc dù tôi không ăn mì nha, nhưng mà kiểu như kim chi mình ăn những cái món kia, ăn cơm những được rồi đó mà. Kiểu như đúng như là rau kèm đó em. Mỗi lần tôi đi siêu thị tôi kiếm kim chi tôi mua thôi. Còn lại nếu mà được nữa thì mình ghé vô mấy cái quầy bánh đấy các bạn. Thì mình sẽ mua một cái bánh gì đó mà nguyên bịch bự các bạn để ăn dần dần á. Tại vì tôi hay làm việc đêm các bạn, cho nên có cái gì ăn vặt nó đỡ buồn miệng anh em à. Thế mà tôi ít bao giờ tôi mua đồ ăn như pizza cái gì lắm anh em à. Còn anh em thì sao, anh em hãy comment phía dưới giúp tôi nha mọi người. Không biết mọi người đi mua gì trong siêu thị nha. Nay tôi mới nhận công việc mới đó mà, tôi làm thu ngân. À khoan, khách tới tính tiền để tôi tính tiền cái nha. Mua cái gì đó nha. Tính tiền thì từ từ làm gì thái độ vậy. Của chị hết 100 triệu. Ghét anh em, thấy ghét cho nên là lên 100 triệu luôn. Để xem người ta phản ứng như thế nào nha. Chứ tôi thấy hơi ghét rồi đó, chưa gì kêu tôi tính tiền coi gì cắt cổ vậy. Thế bây giờ có trả không? Lằn cái nhằn. Trả thì đưa tiền, không trả thì chim cút. Đơn giản, có trả không? Không trả, trả lại đồ đây, rồi đi ra ngoài. Lằn cái nhằn, thái độ với chúng tôi. Trả bánh mì, được. Ok, thì kết quả mini game mình trước thì có tên mail này có số mm, đó chính là 189mm nha các bạn ơi. Thì xin chúc mừng bạn Binh Channel nha. Và Binh Sunny chứ, thì bây giờ mình sẽ gửi quà cho bạn Binh Sunny nha. Rồi thì video này kết thúc rồi các bạn ơi. Thì anh em nào mà muốn kết bạn với mình đó thì anh em hãy comment tên game phía dưới là được nha các bạn. Còn bây giờ thì chào tất cả mọi người. Quên, anh em nào chưa like, chưa subscribe cho tôi xin một like, một subscribe cũng như là link các thành viên bao team dưới phần mô tả đó, thì các bạn nhớ follow họ nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi xem vui vẻ nha. Anh nhon.